Sao đội tuyển Việt Nam báo tin giữ cho huấn luyện viên Park ngay sát thềm AFF Cup? Cụ thể, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của câu lạc bộ Bình Dương đang gặp một chấn thương và nhiều khả năng sẽ khó hội quân cùng các đồng đội trên tuyển. Theo như chia sẻ của ban huấn luyện Bình Dương, Tiến Linh gặp chấn thương vào ngày 9 tháng 11 trong trận đấu gặp Thanh Hóa tại vòng 24 V-League. Và ngôi sao sinh năm 1997 nhiều khả năng cũng không thể ra sân trong trận đấu gặp Sài Gòn vào ngày 19 tháng 11 ở vòng 26 V-League và trận giao hữu với Kawasaki Frontale vào ngày 20 tháng 11. Điều này dấy lên những lo ngại về việc Tiến Linh sẽ có thể tập trung cùng đội tuyển Việt Nam vào ngày 23 tháng 11. Hiện tại, chưa có những thông báo chính thức từ phía đội chủ sân Gò Đậu về chấn thương cụ thể của tiền đạo người Hải Dương, nhưng việc anh gặp chấn thương trước thềm AFF Cup 2022 có thể ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới phong độ và thể lực khi quay trở lại. Trong trường hợp xấu nhất, nếu như không có được sự phục vụ của Tiến Linh tại AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có thể tính tới những phương án dự phòng ngay từ thời điểm hiện tại. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!